Rồi, giờ buổi chiều là ngày 8 tháng 10 2022 anh em cô chú ơi. Trời cứ mưa rỉ rả hoài. Rồi, mời anh em cô chú uống ly trà móc câu ha. Bây giờ nó trà này bây giờ nó thấm móc câu Thái Nguyên mà bây giờ nó lớp dưới anh em nó gãi tiêu cái móc rồi. Nó gãi tiêu cái câu rồi, nó còn móc không. Móc này là nó xám nó móc nè. Mưa nó ẩm nó móc. Anh em cô chú uống đỡ nhưng mà nó có mùi thơm cũng rất là ngon. Móc câu gãi mẹ lưỡi câu rồi. Giờ lớp dưới nó nát hết rồi anh em cô chú ơi. Có một số đồ nó còn khá đẹp anh em cô chú mà khá có lý còn sáng sáng. Chúc anh em cô chú lúc nào cũng luôn luôn dồi dào sức khỏe làm ăn phát tài anh em ơi. Chúc cho mấy cộng sự mình nó cũng mạnh giỏi, mưa thuận gió hòa lên nắng nôi rồi lên đi kiếm mấy cái món đồ đẹp như thế này về để bán cho anh em, phục vụ anh em cô chú xem. Giờ mua về xài để tin tưởng nó đẹp, nó chắc, nó bền, nó giá cả ngon lành cho anh em cô chú tin tưởng và phụ tùng Honda Tí Hon. Chuyên bán ở Honda xe đạp ở gần chợ Đi Đông, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Số điện thoại là 0918 104045 anh em cô chú ơi. Quay vài món buổi chiều anh em cô chú xem giải trí chơi. Nó cũng còn động động lại vài món nhưng mà nó có cái ghi đông 2016 này, tuyệt vời nè anh em cô chú. Anh em mua xài mấy cái xe 2015 rồi lên đó, nó hay hơn ta cái chỗ là nó nhờ cái tay thắng nó dài. Cái mép này nó dày, nó không có độ rơ, thắng nó như 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 thắng đĩa vậy. Còn mấy cái dòng này nói chung thì nó chững chạc anh em, nó còn mới ít chảy. Cái này nó còn màu trắng là có lý. Anh em nào mua cộng dây ga với cộng dây thắng thì mình bán 150 cũng bán lẻ cũng được. Sao anh em miễn anh em cô chú cần là được. Chứ còn những cái đồ mình sẵn có thì bây giờ vô hương xe luôn. Mùa mưa này chỉ có mua vô ào 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 không có tháo ra kịp để phục vụ anh em cô chú ơi. Nhìn là nó dồn đồ. Quay mấy món anh em cô chú cần như phuộc, chắn ba, ghi đông rồi nè. Món này ghi đông này nó còn đẹp như vậy là nó có 300.000 nhưng mà lỡ nó mất cộng dây e rồi anh em ơi, biết nó lạc đâu mất, bán cho anh em cô chú rồi gãy cái cần kéo e chứ mất dây e anh em đem cái kia qua giùm thôi, bán anh em cô chú 250 thôi. Có con ốc này cũng thế luôn, ốc này lấy bên cái nó là bỏ theo bộ ốc mất, lấy cái của cái xe khác đem qua anh em. Giờ thắng cứ ngắt rồi nó bung một cái làm như cái cần câu mà cẩu mà bẫy cò cho anh em, nãy nó bung cái xeo anh thấy không, bung rồi đó. Rồi 250.000. Tiếp theo là một cái gác chân máy của Phu Chờ Neo đẹp tuyệt vời nữa anh em, chưa hơ gió đá, chưa cong quẹo gì hết, còn chững chạc nghiêm chỉnh ngon lành. Cây này 300 anh em. Mấy cái đồ đẹp này mình cũng không có này nó hơi mòn nữa nè. Không có quay lâu mất thời lượng quá, nó chiếm thời lượng nhiều quá khó đăng nha anh em cô chú. Ở đây wifi nó 3G nó yếu. Để về dưới chợ Đi Đông thì có wifi đăng thoải mái anh em cô chú. Anh em cô chú thông cảm điều đó, nó phức tạp với nó khó khăn rắc rối ở đây. Rồi 300. Thiêu chà neo nữa nè anh em, cái móc khóa yên nè, đã không? Rồi, bộ này hết huyết rồi, phải màu luôn em ơi. À, với cái dây này luôn, bộ của nó đi. Dễ yêu. Dây liền lạc luôn, chưa có bị dập nối chỗ nào hết. Rồi bán anh em cái cọng dây với cái con bướm, bướm yên. Xe bây giờ đặt toàn là bướm với chim với... ấy không anh em ơi, tên của loài vật động vật gì đâu không mà không dám can thiệp vô sâu nữa anh em ơi, vô sâu nữa đăng lâu quá, dài dòng đăng YouTube lâu. Rồi hai cái món này 150 anh em. Đây cái cặp ốp nhôm của Phu Chà Lét nè anh em, hàng này anh em biết sao không có mở ra là lý do là nó mới quá, không có gì để soi tổng hết, chưa tày xước gì hết, tổng phao mới vậy nè, có gì đâu coi tổng. Rồi, cặp này giá 250.000 anh em ơi.
bán y như cái đồ quay A chứ có gì đâu, mà trong khi xe này anh em biết không, nó mắc gấp đôi quay A. Căng gì cũng thấy, có cái bộ 7 món phụ trợ led này nè. Một món. Mấy cái này thì rửa xà bông, cái này nó như mới luôn nha anh em, mình không dám rửa luôn nha. Để rửa ta có số người họ coi họ nhận không ra, họ nói đồ lô mới. Đấy. Cái xe này rã nó còn quá viết quá mới. Họ mới rã xe này chạy có 4.000 cây à cô chú. Cháy nổ nó còn ở lại nè, hai món. Nên đặt rất là nhiều nhưng mà không có chuyển, thành ra mình không có gửi, nó còn lại nay bán tiếp. Hàng của mình bán là anh em cô chú thông cảm, lúc nào mình có giảm giá trong này để cho anh em cô chú chuyển khoản, tiền cước, tiền ship rồi là có giảm giá chút đỉnh. Là mình chuyển khoản trước gửi hàng sau nha anh em. Tại mình không có thơ ký, không có biết làm code đâu, không có thu tiền về tính đơn này đơn kia bao nhiêu này, thất thoát quá nhiều. Anh em cô chú thông cảm, thôi giờ bán ít. Rai rai vậy nhờ anh em cô chú ủng hộ. Ba. Bốn món, mấy cái này không có gì để sâu hết anh em ơi. Chống đứng mình mới có 4.000 cây vẫn đâu coi. Ba là bốn. Cây gác chân mái nè. Cây này là nó cái chổi chạm đất này chưa mòn luôn. Có mang dài về mà mới nữa thành ra không sao đâu anh em ơi. Khỏi coi luôn, chưa cong dệt, chưa có trầy sơn gì nhiều hết. Năm. Cây cốt chống là sáu nè. Cốt chống này nó to đùng luôn anh em. Nó mới vừa với cái này chứ anh em mua cái cốt chống lô ở ngoài nó khác, không có vô, bự lắm. Cái đặt số nữa là 7 món rồi nè. 7 món này bán cho anh em cô chú 600.000. Nếu đúng là 700 á. Anh em nữa mà tại do bán về cho anh em còn đi chuyển khoản này còn ship code rồi ship đồ về. Bớt 100.000, 600.000, 7 món đồ này. Anh em vô hãng mua đồ này nó mới đâu có thua đồ hãng đâu. Trước khi bán mình cũng cân nhắc giá cả cho nó hợp lý với anh em cô chú xài. Như cái bộ này mà anh em nào ở gần lại đây mua là mình bán 140 bộ này nha anh em. Đồ hãng mới chứ không phải đồ theo xe đâu. Xe không còn được vậy đâu. Cốp cốp cốp. Mình bán qua mạng là vì anh em một tình thương bến thương và anh em cô chú ủng hộ xem kênh giải trí rồi, thành ra mình có giảm giá thôi, 40.000 nó không nhiều mà động lực để cho anh em cô chú đi chuyển khoản. Tiền ship tiền đồ còn bán tại chỗ anh em thông cảm là 140 tới 150 mới bán, 100.000 là không bán nha, nhưng mà riêng cái bán qua mạng để cho anh em cô chú động lực dài đi cà phê để anh em cô chú đi chuyển khoản là lấy anh em cô chú 100.000 cái bộ này. Tầm này bán 100.000 thì anh em cô chú thấy đó, không có lời lớn giàu có gì đây đâu, mục đích là phục vụ anh em cô chú giải trí, mua ủng hộ, không có quan trọng là tiền nhiều tiền ít gì hết anh em, này làm giải trí với anh em cô chú đam mê, chứ còn cái này mà làm mà tiền thì để đi mua Hà Nội về cái máy 6 triệu về rã ra bán 7 triệu mấy gối nó khỏe nên anh em, không có bể, rã nhanh gối nhanh bán nhanh. Này cũng gối cũng lên đơn vậy lắc nhắc chết có 100.000. Còn cái kia người ta cũng gối ta lên đơn vậy mà tao bán bạc triệu. Rồi chúc anh em ơi, đang bận rồi. Thấy không? Nó làm là làm vậy chứ còn có ít có nhiều có trước có sau anh em chú ơi. Cặp phục này. Cặp phục này đang ở tình trạng nhúng như hơi hám tuyệt vời luôn. Mà bán cho anh em cô chú 250.000 là lý do nó có cái lỗi. Lỗi nó là do có phục hồi rồi. Anh em cô chú mua cái này về tải đồ khỏi phục hồi nữa. Mới tin luôn, không có xì nhớt. Đã lắm. Chạy lắp vô xài liền luôn. Khỏi phải chê bàn gì luôn. Anh em cô chú mà để đi chợ, đưa con cháu đi học. Xài cỡ 5-6 tháng mà nó có xì nhớt, có hư. Điện thoại trên cặp khác luôn. Nói cho anh em cô chú tin tưởng, bán cái phục có 250.000 mà dám bảo đảm vậy ha. Còn cái hàng 400-450 tôi lại không bao. Rồi. Thì khi mấy anh em mới vô chơi, mới vô dọn xe, chưa có nghiên cứu về nhiều về xe, anh em cô chú phân vân dữ lắm, băn khoăn dữ lắm. Cho nên
có ti tiền ít nhưng mà nói cho anh em cô chú yên tâm, cỡ 6 tháng ta lại không xi nhê gì hết. Và cặp cái trắng ba này là của Future 1 nè anh em cô chú, anh em nào gắn như quay nhỏ chạy rất là đầm em, nhờ cái môi này nó dày tuyệt vời luôn nè, ống trăng chưa xét luôn. Rồi cái trắng ba này bán cho anh em cô chú 450 mà bớt cho 50 còn 400 đó, để anh em cô chú ship đồ với trắng ba này. Cái này nó không có số anh em cô chú, trắng ba này đời mà đời HQN của Future 1 Việt Nam lắp ráp 400 đó, để phụ tiền ship với anh em cô chú do nó nặng quá anh em ơi. Cây này nữa nè, cây này là của 2002 quen pha nhỏ anh em. Đó, chiếc xe mới rã vừa rồi đó, anh em đặt khá là nhiều cũng do trái nổ ở lại. Anh em cô chú nào có duyên chuyển khoản trước gửi hàng. Nếu ship code thì nó đi mất nè, chân ba này có số nè, ăn tiền ở chỗ có số nè. Còn đã quá anh em cô chú ơi. Cây này cũng 450 luôn anh em, nhưng mà bữa nay bán 400 để anh em cô chú tiền ship. Còn anh em cô chú nào tới trực tiếp tới tiệm phụ tùng mình mua là 450 anh em, đừng có phân bì nha. 400.000 để cho anh em ở xa tiền ship tiền chuyển khoản, bán tại chỗ 450. Đây cái co xăng với cái bao tử quay A ha, nó còn dốt dốt nè anh em. Này tầm này ta nói đẹp đẹp ta làm sụp chứ tầm này thì nó ốc tán nó ngã màu rồi nè anh em. Xài được thôi chứ không có đẹp thì ra bán anh em cô chú 200. Mấy cái 2016 mà nhìn nó nõn nà như là hoa hậu Việt Nam là 300.000 luôn đó nha anh em. Bộ này dốt dốt 200. Đó, anh em nào muốn chơi đồ đẹp mình lục ra ở kho có một cái bát dây dầu Future 1 tuyệt vời nè anh em. Nên nào chơi sưu tầm mua cái này Sirin đó, Gamrin. Giá cái này 150.000 miếng này nè anh em. Rồi. Rồi, trời mưa quá anh em cô chú ơi, chúc anh em cô chú uống ly trà nữa anh em ơi, ấm áp. Mưa này chỉ có trà nóng là ngon lành anh em ơi. Rồi, chúc anh em cô chú luôn luôn gặp nhiều may mắn. Chào anh em, chào cô chú.